Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Rất vui được đồng hành cùng quý vị ngày hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 7. Tôi là Hoài Anh. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm tin chi tiết. Tôi là Thanh Mai. Gian lận thi cử tại Hà Giang, cấp trên của ông Vũ Trọng Lương bị bắt, còn tại Sơn La, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia nâng điểm. Bị điều tra về hành vi tra tấn dã man, bẻ răng cắt tay người giúp việc như thời Trung Cổ, bà chủ khai gì? Vụ người phụ nữ sát hại con ruột và cháu tại Hà Nội khiến nhiều người lo lắng. Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ bị trầm cảm có hành vi làm tổn hại, thậm chí sát hại con của mình? Mải chơi điện tử trên điện thoại đang sạc, bé trai 9 tuổi ở Trung Quốc bị điện giật đến cháy xém ngực. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục những thông tin về gian lận điểm thi ở Hà Giang. Trong chiều ngày hôm nay, ngày 23 tháng 7, Cơ quan An ninh Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Thanh Hoài, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang. Ông này được xác định là người đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm cho ông Vũ Trọng Lương, đối tượng can thiệp trực tiếp vào điểm thi của 330 bài thi, đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam 3 tháng. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hoài sinh năm 1969, bị khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, ông Hoài là phó trưởng ban chấm thi, trưởng ban thư ký hội đồng thi ở Hà Giang. Ông Hoài được giao giữ chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm. Theo quy chế, ông Hoài buộc phải biết rằng bài thi hồ sơ thi trắc nghiệm Trung học Phổ thông Quốc gia cần được bảo mật nhưng vẫn giao chìa khóa nơi này cho người khác. Thưa quý vị và các bạn, sau Hà Giang thì danh sách đen có gian lận thi cử trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 vừa rồi đã điền thêm cái tên Sơn La. Trên nay ngày 23 tháng 7, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức họp báo công bố sai phạm ở tỉnh này. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc gian lận thi cử chỉnh sửa điểm ở Sơn La còn tinh vi hơn cả ở Hà Giang. Và qua xác minh ban đầu thì cho thấy những người liên quan đến điểm thi bất thường ở Sơn La là một phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo và 4 chuyên viên lãnh đạo phòng khảo thí trường phổ thông. Sau khi chấm thẩm định thì tổ công tác phát hiện ra 12 bài thi ngữ văn đã được nâng điểm, riêng bài trắc nghiệm có dấu hiệu tẩy xóa. 5 cá nhân sai phạm bao gồm ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban thường trực ban chấm thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm. Ngoài ra còn có 2 cán bộ phòng khảo thí và quản lý chất lượng, 1 cán bộ là Phó trưởng phòng chính trị tư tưởng và 1 Phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Bước đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm quy chế thi, nhất là ở khâu chấm thi, cụ thể là có dấu hiệu sửa bài thi môn trắc nghiệm của một số thí sinh. Như vậy, nếu như Hà Giang sửa điểm sau khi bài thi đã được đưa lên máy quét, thì ở Sơn La, tính chất của sự việc còn nghiêm trọng và phức tạp hơn nhiều vì bài thi đã được sửa trên phiếu trắc nghiệm. Đối với các bài thi môn ngữ văn, ngoài 17 bài thi môn ngữ văn có sự sai sót đối chiếu giữa bài, thì dữ liệu điểm nhập vào máy chênh lệch từ 0,25 đến 2 điểm. Ngoài ra, sau khi chấm lại, 110 bài thi môn ngữ văn có nghi vấn dấu hiệu điểm cao bất thường. Kết quả cho thấy có 12 bài thi có điểm thấp hơn so với chấm lần đầu là từ 1 cho đến 4,5 điểm so với chấm lần đầu tiên. Vâng, và theo đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện tại thì chưa xác định được số lượng bài bị chỉnh sửa là bao nhiêu vì file ảnh quét lưu lại để chấm thì đang phù hợp với phiếu trả lời trắc nghiệm. Đó cũng chính là lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa chấm thẩm định lại các bài thi trắc nghiệm. Vâng, và trước mắt là để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh tại Sơn La thì Hội đồng chấm thẩm định đã quyết định công nhận tạm thời kết quả thi trắc nghiệm công bố trước đó. Mặc dù có sai phạm nhưng kết quả này tạm thời vẫn được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học cũng như cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra để xác định dấu hiệu sai phạm sửa bài thi trắc nghiệm của một số thí sinh. Khi có kết quả điều tra, nếu bị phát hiện gian lận, thì dù là thí sinh đã nhập học vào đại học, vẫn có thể bị gạch tên.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi có vi phạm khuyết điểm trong vụ Mobile Phone mua AVG và bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật về mặt đảng, ngày hôm nay 23 tháng 7, ông Trương Minh Tuấn đã tiếp tục bị Chủ tịch nước ký quyết định tạm đình chỉ công tác Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước đó, tại cuộc họp ngày 12 tháng 7, Bộ Chính trị cũng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. Đến ngày 18 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo do các vi phạm liên quan đến dự án Tổng công ty Mobile Phone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Cũng trong ngày hôm nay, nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin Ban Bí thư vừa chỉ đạo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục những thông tin về vụ người nữ giúp việc bị tra tấn một cách dã man bằng cách bẻ răng, cắt tai, di bàn là vào người đang gây rúng động dư luận tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sáng ngày hôm nay 23 tháng 7, tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh, Nguyễn Thị Hà hay còn gọi là Nga Vọc, người bị tố cáo đã có hành vi tàn bạo như trên đã có những lời khai đầu tiên. Nga Vọc có tên thật là Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1979, tạm trú phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, là người bị tố cáo đã đánh đập dã man người làm thuê là chị Y Nhiêu, sinh năm 1995, trú huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum. Sáng nay, tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Kon Tum, Nga Vọc vẫn có biểu hiện không tỉnh táo, lời nói mơ hồ, hoang tưởng như người ngáo đá. Ban đầu, Nga Vọc cho rằng không quen biết ai, nhớ mặt người tên là Y Nhiêu, cũng không đánh đập hành hạ ai bao giờ. Tuy nhiên, khi được xem hình ảnh của Y Nhiêu bị tra tấn dã man, thì bà này lại cho rằng Y Nhiêu đẹp gái chứ không phải như thế này và phủ nhận rằng mình là thủ phạm. Thế nhưng ngay sau đó, Nga Vọc lại khóc lóc và kể lể bị Y Nhiêu bỏ thuốc thư, bùa ngải để hãm hại, lén cho uống thuốc ngủ, axit và còn quan hệ với chồng mình. Thậm chí còn ăn trộm của bà nhiều lần với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo cán bộ tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, thì ngay từ khi được đưa vào cơ sở Nga Vọc, bà này thường xuyên la hét, quậy phá và nói rằng có người muốn giết mình rồi không chịu ăn uống. Vâng, đây được đánh giá là những biểu hiện của việc ngáo đá nặng với hai hội chứng là ảo thính và ảo giác. Các hội chứng này là đặc trưng của việc sử dụng ma túy đá kết hợp hút cỏ trong một thời gian dài với tần suất dày đặc. Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo liên quan đến việc không được sử dụng điện thoại khi đang sạc, thế nhưng mà nhiều bậc phụ huynh vẫn làm ngơ trước mối nguy hiểm này. Và hậu quả là mới đây một cậu bé 9 tuổi ở Trung Quốc đã bị giật cháy xém ngực khi chơi điện tử khi mà điện thoại đang sạc. Cậu bé Xiao Jui, 9 tuổi ở làng Ngô Hang, thị trấn Dinh Long Gông, huyện Penggu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã gặp nạn khi vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin. Khi đang chơi thì điện thoại hết pin nên cậu bé liền đi cắm sạc và chơi tiếp. Tuy nhiên, bất ngờ ngay sau đó, anh trai 12 tuổi thấy cậu em chân tay run rẩy như bị điện giật, liền nhanh chóng kéo em ra nhưng đã không kịp. Cậu bé được phát hiện ngừng thở. Mặc dù đã được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng đứa bé vẫn tử vong. Trong đó, phần ngực của bé trai được phát hiện cháy đen xì. Cha của cậu bé đáng thương cho biết, bộ sạc gây nạn cho Xia Yui không phải là sạc chính của chiếc điện thoại đó, mà chỉ là một chiếc điện thoại, chiếc sạc mua dùng để thay thế. Người xưa vẫn thường nói cửa sinh là cửa mã, bởi không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau kỳ vượt cạn. Cô Grace Martin đến từ Anh là một trường hợp điển hình. Chỉ sau 76 giờ sinh con, cô đã bị nứt hộp sọ. Và mặc dù hơn 4 năm đã trôi qua kể từ trải nghiệm đáng sợ này, nhưng bà mẹ 35 tuổi vẫn còn nhớ như in những đau đớn và nguy hiểm mà mình đã trải qua sau khi sinh con. Năm 2010, cô Grace Martin được chẩn đoán mắc bệnh dị dạng Chiari 2, nghĩa là não của cô đã bị trượt xuống đáy hộp sọ và đẩy xuống tủy sống. Cô đã trải qua phẫu thuật và kiểm soát cơn đau của mình bằng thuốc. Tuy nhiên, khi sinh con trai đầu lòng sau 76 giờ lên cơn đau đẻ, tình trạng của cô ngày càng tồi tệ hơn. Grace bị lên 3 cơn động kinh, được mổ sinh khẩn cấp và kết thúc trong phòng chăm sóc đặc biệt. Theo các bác sĩ, những áp lực khi sinh đã khiến não của Grace thoát ra ngoài hộp sọ. Quá đau đớn,
Grace đã quay lại bệnh viện vài lần để thăm khám, nhưng các bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì, thậm chí cho rằng nỗi đau ký ức do cô tự tưởng tượng ra. Trong 3 năm liên tiếp, Grace đã phải tiếp tục cuộc sống của mình trong sự đau đớn đến tột độ vì căn bệnh não. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 3 ngày tại một chung cư ở huyện Thanh Oai, Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm khi một phụ nữ siết cổ con và cháu của mình cho đến chết rồi tự tử nhưng bất thành. Dù cơ quan điều tra chưa công bố kết luận cuối cùng, nhưng gia đình cho biết người phụ nữ này bị trầm cảm và từng được đưa đi điều trị tâm thần. Trước đó cũng có nhiều trường hợp người mẹ vì trầm cảm mà xuống tay sát hại con đẻ. Tại sao lại như vậy? Làm thế nào để phát hiện người thân của mình đang mắc trầm cảm để can thiệp? Câu trả lời sẽ có trong tiểu mục Chuyện tối nay ngày hôm nay với khách mời là Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tô Thanh Phương, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Xin được chào bác sĩ Tô Thanh Phương và xin được rất là vui khi ngày hôm nay được có cuộc trò chuyện và trao đổi với bác sĩ. Và chúng tôi cũng muốn dành câu hỏi đầu tiên cho bác, đó là trong cái vụ việc vừa rồi thì người mẹ đã sát hại con ruột và cháu ruột của mình. Và đây có thể nói là dưới góc độ chuyên môn thì ông đánh giá như thế nào? Người mẹ này có bị trầm cảm hay không ạ? Thưa quý vị khán giả, thì qua các phương tiện truyền thông tôi được biết là cái trường hợp cái bệnh nhân này cũng đã trước đấy cũng đã từng điều trị trầm cảm rồi. Cho nên sau cái vụ việc sát hại con và cháu như này thì càng khẳng định bệnh nhân này đã bị cái trầm cảm sau khi sinh. Và cái trường hợp này thì cũng người nhà thì cũng cho biết rằng là trước đây thì chị này cũng đã bị trầm cảm và gia đình cũng đã cho đi điều trị nhưng mà cũng đã khỏi rồi và đã trở về nhà. Vậy tại sao mà lại có một cái sự chuyển biến tâm lý đột ngột như vậy khi mà tức là đã bình thường rồi mà bỗng nhiên lại có một cái hành động như vậy, thì bác sĩ đánh giá như thế nào ạ? Vâng, khi trầm cảm sau sinh thì chúng ta phải hiểu lại xem quá trình điều trị của người bệnh đã đủ cái thời gian chưa. Thì có thể là bên ngoài chúng ta tưởng thấy là bình thường, nhưng thực chất ra có thể chúng ta xem bệnh nhân còn có hoang tưởng ảo giác hay không. Nhiều khi bên ngoài chúng ta không thể phát hiện được, mà chỉ có nhà chuyên môn người ta mới khai thác, người ta hỏi kỹ được bệnh nhân là có hoang tưởng ảo giác hay không. Tức là khi có ảo giác, nhất là đặc biệt hoang tưởng đối với những người trầm cảm sau sinh ý, thì hoang tưởng người ta rất là nặng nề, đặc biệt người ta hay hoang tưởng quan tâm về những đứa con của mình. Có thể người ta nghĩ rằng con mình là đều sinh ra không được như vừa ý, hoặc là tương lai của con đen tối. Nói chung là những người trầm cảm sau sinh là người ta rất hay có những cái sự hoang tưởng về đứa con. Hình dung tưởng tượng những dung cái điều rất là xấu và tồi tệ. Đồ tồi tệ, cho nên là trong tôi thường khuyên cho các bà mẹ là khi người mẹ sau sinh mà có những biểu hiện trầm cảm thì tốt nhất là nên cách ly mẹ với con để tránh ra những cái mức độ nguy hiểm. Vâng. Với kinh nghiệm làm nghề lâu năm của mình thì bác có những cái đánh giá như thế nào về cái tình trạng chung của những cái người mẹ mà trầm cảm sau sinh? Họ có những cái biểu hiện như thế nào để chúng ta có thể cảm nhận, có thể biết được? Vâng, về nguyên lý người ta gọi là nguyên nhân của cái trầm cảm sau sinh là thường sau khi sinh người phụ nữ người ta có nồng độ estrogen bằng chất dưỡng thai giảm đột ngột. Cho nên để cho người mẹ từng thay đổi đột ngột những chất nội tiết như thế, cho nên người mẹ trong cái tuần đầu tiên thường hay có những biểu hiện lo âu, buồn chán, không ngủ được và hay suy nghĩ rất nhiều về cái tương lai của đứa con mình. Thế nên trong cái tuần đầu tiên đấy, thường người bệnh hay có những biểu hiện triệu chứng mất ngủ. Cho nên trong cái tuần đầu tiên sau sinh ý, thì gia đình và bố mẹ hoặc là chồng con quan tâm để tạo mọi điều kiện, động viên và cho người có sinh đẻ đấy được ngủ và được ăn uống bồi dưỡng và sức khỏe nó hồi phục lại sau khi sinh đẻ thì các triệu chứng nó sẽ qua đi. Còn nếu sau một tuần mà không được sự hỗ trợ thì các triệu chứng căng thẳng, lo âu, buồn chán, sợ hãi, suy nghĩ nhiều nó càng ngày càng tăng lên thì lúc ý sẽ đến trầm cảm sau sinh. Dạ vâng. Và trong quá trình điều trị rất nhiều năm kinh nghiệm của mình thì bác có những cái trường hợp nào mà bác sĩ đặc biệt là ấn tượng nhất, nhớ nhất, trường hợp cụ thể nào đó? Vâng, vì chúng tôi làm ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 là cái tuyến cuối cùng mà thường nhận rất nhiều những bệnh nhân nặng. Và năm ngoái chúng tôi đã điều trị một cái trường hợp là trầm cảm sau sinh nặng, sút từ 57 cân sút còn có 27 cân. Và năm ngoái chúng tôi đã điều trị rất thành công bằng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ. Bệnh nhân này vào viện trong tình trạng là nguy kịch, là còn da bọc xương, không ăn không uống gì cả, và chúng tôi phải truyền dịch và cho ăn sông.
Đấy, xong Lúc khoảng đó thì đứa bé được bao nhiêu tháng rồi ạ? lúc ý là người bé được còn vài ba tháng gì đấy. Vài tháng. Thế sau đấy là chúng tôi là dùng kỹ thuật kích thích từ xương sọ, chỉ dùng kỹ thuật này mà không dùng thuốc, thì sau 1 tháng bệnh nhân hồi phục hoàn toàn rất tốt và bệnh nhân tăng được 7 cân. Và hiện tại chúng tôi cũng đang điều trị một trường hợp cũng là mắc trầm cảm sau sinh, trước đấy là mắc trầm cảm sau sinh mà điều trị là không được dứt điểm, không tốt, đã bây giờ nó chuyển thành coi như là trầm cảm mãn tính kéo dài. Và bệnh nhân này cũng đang vào viện là trong tình trạng là chống đối không ăn. Chúng tôi phải kích động rất là mạnh, phải trong 2 ngày, trong ngày đầu chúng tôi phải tiêm 1 ngày đầu, sau đó ăn xong. Và hiện nay chúng tôi cũng đang dùng kỹ thuật kích thích từ xương sọ và điều trị rất tốt, bệnh nhân bây giờ cũng rất tốt, với khoảng độ 20 ngày điều trị kích thích từ bệnh nhân rất tốt. Bác có thể nói rõ hơn về cái phương pháp đó. Cái này là kỹ thuật kích thích từ xương sọ này là chúng tôi là Bệnh viện Tâm thần Trung ương một của chúng tôi là áp dụng lần đầu tiên trong những nghiên cứu về về cái điều trị là về trầm cảm. Đây phương pháp rất là mới, chúng ta tiếp cận những cái kỹ thuật mới của thế giới. Và hiện nay là chúng tôi đã điều trị rất nhiều các bệnh nhân dù trầm cảm nặng và có loạn thần và không loạn thần, chúng tôi điều trị rất là tốt. Và chúng ta nên nhớ là tại sao trầm cảm nó có rất nhiều mức độ: trầm cảm nhẹ, trầm cảm trung bình, trầm cảm nặng. Trong đó có 2 loại: trầm cảm nặng không có loạn thần và trầm cảm nặng có loạn thần. Và khi trầm cảm nặng có loạn thần là nó thường kèm theo các cái hoang tưởng và ảo giác. Và hoang tưởng hay gặp ở bệnh nhân là cái trầm cảm nặng là có thể là hoang tưởng là xoay quanh chủ đề về đứa con. Tôi nói là về đứa con này. Hoang tưởng thứ hai là cũng hay gặp là hoang tưởng phủ định. Thì người bệnh nghĩ rằng ngày tàn của thế giới sắp đến, hoặc tương lai của đứa con mình coi như là không còn cái gì nữa, tức là hoang tưởng phủ định, khi người ta gọi là phủ định thế giới là rất là nguy hiểm. Và bệnh nhân sẽ nghĩ rằng coi như là mình phải chết đi, hoặc con cái mình giải thoát chết trước đi, đằng nào chết thì chết trước, cho nên dễ sinh ra hiện tượng là giết tất cả nhà để mình đỡ đau khổ về sau. Đấy là những hoang tưởng. Và mà cũng có thể có bệnh nhân có cái ảo giác, tức là ảo thanh là những cái tiếng nói xui khiến ở trong đầu, có thể giống như là xui có người nói cho đấy, họ có người nói thực trong hiện đầu những cái hành động và đó. xui người bệnh chết, xui người bệnh tự tử, thậm chí xui người bệnh giết người. Cho nên cái này qua rất nhiều năm tôi điều trị bệnh nhân trầm cảm mà chúng tôi đã cứu sống được rất nhiều người rồi, tự tử, tự sát chúng tôi cứu sống được rất nhiều rồi. Thì chúng tôi lời khuyên là đối với những người bệnh khi đã bệnh mắc bệnh trầm cảm thì chúng ta nên phát hiện sớm khi người bệnh là có những biểu hiện. Đầu tiên chúng ta nên phải đến bệnh viện sớm, điều bệnh viện chuyên khoa, điều trị tích cực theo đúng các chuyên khoa tâm thần. Cái dấu hiệu của họ là bộc lộ ra như thế nào để mình có thể biết được rằng là nên cho họ đi bệnh viện ạ? Đây là cái biểu hiện đầu tiên của triệu chứng trầm cảm, chúng ta phải căn cứ vào theo các tiêu chuẩn chẩn đoán của ICD-10 của Tổ chức Y tế Thế giới. Tức là có 3 cái triệu chứng chính, là thứ nhất là khí sắc trầm, tức bệnh nhân cảm thấy buồn rầu, bi quan, chán nản. Cái triệu chứng này kéo dài trên 2 tuần. Trên 2 tuần. Đấy. Triệu chứng thứ hai là triệu chứng là giảm các sở thích. Là trước kia bệnh nhân rất thích thú các điều gì đấy ạ. Thế bây giờ tự nhiên bệnh nhân chán nản hết, không còn thích thú cái gì nữa. Và triệu chứng thứ ba là triệu chứng là giảm năng lượng, tức là dẫn đến người bệnh rất mệt mỏi. Và riêng đặc biệt là trầm cảm nội sinh là thấy mệt mỏi tăng nhiều về buổi sáng. Như thế căn cứ vào 3 cái tiêu chuẩn chính là chúng ta có thể chẩn đoán trầm cảm, và kết hợp với lại các 7 cái tiêu chuẩn thường gặp. 7 tiêu chuẩn thường gặp chúng ta hay gặp là: thứ nhất là giảm sự tập trung, do dự, không quyết đoán. Thứ hai là bệnh nhân giảm sút tự trọng và lòng tự tin. Và thứ ba là bệnh nhân nhìn tương lai ảm đạm, bi quan. Thứ tư là bệnh nhân có ý tưởng và hành vi tự sát. Thứ năm là bệnh nhân là có những ý nghĩ tự bực, tự ti, tự buộc tội. Và thứ sáu là bệnh nhân có rối loạn giấc ngủ. Và triệu chứng rối loạn giấc ngủ này chúng ta rất hay gặp ở các bệnh nhân trầm cảm, và là một trong những biểu hiện đầu tiên chúng ta hay gặp. Và triệu chứng thứ bảy là có rối loạn bản năng ăn uống, là có thể bệnh nhân là chống đối không ăn hoặc suy kiệt. Là cái như là căn cứ mà 3 tiêu chuẩn chính và 7 tiêu chuẩn phụ để người ta chia ra mức độ trầm cảm nhẹ, trầm cảm trung bình hay trầm cảm nặng. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Tô Thanh Phương với những kinh nghiệm của mình, cũng đã chia sẻ cho chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay rất nhiều những kinh nghiệm bổ ích. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là rất nhiều những bà mẹ thông thái thì sẽ có một cái cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình, và cũng như là những người nhà sẽ có sự đồng cảm với họ. Xin cảm ơn bác sĩ một lần nữa. Và tôi xin báo cáo là thế này, hiện nay trầm cảm chúng tôi đã điều trị rất là tốt. Hiện nay là hoàn toàn chúng ta chữa khống chế, chữa được bệnh trầm cảm. Và chúng ta nên thương yêu,
giúp đỡ những người bệnh trầm cảm, vì bản thân trầm cảm người ta hay tự ti mà mình là cô thương yêu giúp đỡ người ta. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Tô Thanh Phương. Cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, tới đây bản tin Chào buổi tối của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.